Ngày 25 tháng 8, trên nhiều tuyến đường ở thành phố Hải Phòng, hàng vạn người dân đã đứng dưới trời mưa ngập nước, sẵn sàng từ sáng sớm để tiễn biệt người lãnh đạo đáng kính đồng chí Lê Văn Thành. Trước đó, từ chiều ngày 25 tháng 8, khi ban tổ chức lễ tang thông báo mở cửa cho cá nhân đến viếng, hàng nghìn người dân đã đổ về khu vực xung quanh trung tâm hội nghị thành phố Hải Phòng để đưa tiễn đồng chí. Dòng người mỗi lúc một dài thêm với đa dạng các tầng lớp xã hội, từ những người đồng chí, đồng đội gắn bó lâu năm với đồng chí Lê Văn Thành cho đến những người từng sống, trưởng thành, chiến đấu, lao động cùng Phó Thủ tướng. Điều đặc biệt, có những người chưa từng có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với ông nhưng với tấm lòng kính trọng và tình cảm sâu sắc dành cho người lãnh đạo khuất mắt. Nơi đây không chỉ có những người là đồng chí, đồng đội gắn bó lâu năm mà còn có cả những công nhân, những giáo viên và học sinh tiêu biểu của ngành giáo dục Hải Phòng. Đây thực sự là một biểu hiện rõ ràng về lòng kính trọng và tình cảm mà người dân Hải Phòng dành cho đồng chí Lê Văn Thành, người luôn có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước và thành phố này. Trước đó, vào tối muộn ngày 22 tháng 8, khi tin đồng chí Lê Văn Thành từ trần tại nhà riêng ở số 217 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, cả thành phố Hải Phòng đồng loạt bày tỏ sự bất ngờ và xót xa. Đồng chí Lê Văn Thành luôn là người được người dân tin yêu, kính trọng và tín nhiệm, với những công hiến không ngừng nghỉ cho cộng đồng. Ông Phạm Văn Vương, nguyên phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy Hải Phòng, chia sẻ, người dân Hải Phòng dành tình cảm trân trọng, quý mến cho đồng chí Lê Văn Thành. Ai cũng lo lắng khi nghe tin ông bị bệnh nặng và nay, tin ông từ trần khiến mọi người không khỏi bàng hoàng thương tiếc. Ông là một người con của quê hương Vĩnh Bảo, Hải Phòng, một tấm gương đầy nghị lực vươn lên từ khó khăn, đóng góp cho sự phát triển của đất nước và thành phố này. Nhà báo Lê Minh Thắng, nguyên phóng viên chuyên đề an ninh Hải Phòng, người đã có thời gian dài tham gia bên cạnh Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, cho biết ông là một người lãnh đạo có tố chất đặc biệt, sáng tạo, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Hình ảnh của ông trong mắt người dân Hải Phòng là một người hành động thực tế, mang lại sự thiết thực và hiệu quả. Dưới sự chỉ đạo của ông, mọi vướng mắc trong công việc đều được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả. Ông Lê Minh Thắng nói, tính quyết đoán của ông làm gì là đem đến kết quả và vì thế, toàn bộ hệ thống mà ông điều hành hoạt động theo tiêu chí đó. Những thành tựu nổi bật của Hải Phòng liên quan mật thiết đến ông Lê Văn Thành, từ những ý tưởng được chuyển thành cơ chế, chính sách và thực hiện. Những đóng góp của ông đã góp phần mạnh mẽ vào sự phát triển của thành phố, được cả cộng đồng Hải Phòng cảm nhận rõ ràng. Theo thống kê của nhà báo Lê Minh Thắng, trong hơn 5 năm, ông Lê Văn Thành giữ vị trí cao nhất tại Hải Phòng. Thành phố đã xây dựng hơn 20 cây cầu đa dạng loại hình, bao gồm cả những cây cầu 100% vốn đầu tư tư nhân do ông đã đẩy mạnh vận động. Mỗi cây cầu không chỉ đẹp mắt mà còn đáp ứng tốt nhu cầu của cộng đồng. Các khu vực trung tâm lâu năm bị kẹt cứng đã được giải tỏa, biến thành những công viên phục vụ cộng đồng. Những khu chung cư cũ kỹ và nguy hiểm đã được thay thế bằng các chung cư cao tầng hiện đại. Trong khoảng thời gian này, mức quà lễ Tết cho các gia đình chính sách ở Hải Phòng tăng hơn 15 lần, còn hỗ trợ vật tư xây sửa nhà và ổn định thu nhập cho cộng đồng dân cư.